Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi các video về các giải pháp bảo trì CDM cho nhà máy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến bộ giải pháp bảo trì cho khu vực trạm biến áp. Trạm biến áp là nơi nhận điện năng trực tiếp từ lưới điện đưa về để cung cấp điện cho nhà máy. Do đó, trạm biến áp có tác động trực tiếp đến vấn đề an toàn và tính liên tục của việc cung cấp điện cho nhà máy. Như các bạn đã biết thì khu vực trạm biến áp là một khu vực điện áp cao khá là nguy hiểm. Vì vậy thì chúng ta sẽ cần phải đảm bảo an toàn trong suốt quá trình hoạt động cũng như là trong quá trình kiểm tra bảo trì bảo dưỡng. Vì vậy chúng ta sẽ cần những thiết bị đo chuyên dùng cũng như là các kỹ thuật viên cần phải được đào tạo một cách bài bản. Theo các chuyên gia, trạm biến áp thường sẽ xảy ra những vấn đề như vấn đề PD hay còn gọi là phóng điện cục bộ do hư hỏng cách điện đầu xứ, vấn đề chất lượng điện năng như sóng hài, mất cân bằng, nhấp nháy điện áp, vấn đề phát nhiệt của các mối nối và các thiết bị trong trạm, vấn đề tiếp địa hệ thống UPS, vân vân. Và để kiểm tra đánh giá một cách chính xác an toàn thì chúng ta sẽ cần những bộ thiết bị đo chuyên dùng cho khu vực trạm biến áp như: để kiểm tra PD chúng ta có hai phương pháp đo là PD online và offline. Kiểm tra PD trực tuyến là phương pháp kiểm tra tình trạng cách điện của hệ thống điện trong khi thiết bị vẫn đang cấp điện và đang hoạt động. Ưu điểm của phương pháp này là hệ thống vẫn đang hoạt động, kiểm tra nhanh và an toàn. Hiện nay chúng ta có những thiết bị kiểm tra PD online như là máy Fluke i910 với hình ảnh trực quan cũng như công nghệ mới giúp phát hiện PD ở giai đoạn sớm chính xác. Thứ hai là kiểm tra offline. Khi các phép đo online không thực hiện được thì bạn sẽ sử dụng đến phương pháp offline. Thách thức lớn nhất của phương pháp này là phải ngắt điện và tách thiết bị ra khỏi hệ thống. Chúng ta có những thiết bị kiểm tra PD offline cho cáp của hãng kép như model VLF60, ETL40V, ETL80V, v.v. Tiếp theo là vấn đề chất lượng điện năng đầu vào không tốt sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cũng như tuổi thọ của các thiết bị trong nhà máy. Để kiểm tra chúng ta cần những thiết bị chuyên cho trạm điện và tuân theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-30-A và thông tư 39. Với dòng máy đo chất lượng điện Fluke 1777, Fluke 1750 là những dòng chuyên cho trạm điện, cho phép ghi nhận toàn bộ những thông số điện mà bạn cần kèm theo phần mềm phân tích báo cáo chuyên nghiệp. Vấn đề tiếp theo là phát nhiệt của các mối nối và những thiết bị trong trạm. Bằng cách sử dụng phương pháp giám sát nhiệt độ, bạn có thể nhận biết được nhiệt năng phát ra từ cầu chì bị lỗi, cầu dao bị lỗi, công tắc bị hỏng hoặc là do kết nối lỏng lẻo, cũng có thể do mạch quá tải, mất cân bằng hoặc là những vấn đề phát sinh khác. Đối với trạm điện thì chúng ta có thể sử dụng những cái dòng camera nhiệt như Fluke TI 401 Pro, TI 480 Pro, TIX 501 v.v. đáp ứng khả năng chụp xa lên đến 120m, hoặc giải pháp giám sát trạm 24/24 Fluke TV40 với khả năng giám sát và điều khiển từ xa. Tiếp theo là vấn đề tiếp địa trạm. Đây là một vấn đề khá là quan trọng. Đối với trạm điện thì chúng ta có thể sử dụng máy đo tiếp địa Fluke 1625-2, máy đo điện trở đất có nhiều phương pháp đo như chỉ sử dụng kẹp, cọc hoặc là một kẹp một cọc, vân vân. Fluke 1625-2 có thể đo tiếp địa mạch vòng cho nhiều hệ thống tiếp địa chỉ sử dụng phương pháp là kẹp dòng điện. Điều này cho phép bạn thực hiện kiểm tra điện trở đất ở những nơi không thể đóng cọc một cách nhanh chóng và chính xác. Việc phát hiện sớm những vấn đề trên sẽ giúp cho chúng ta giảm chi phí bảo trì cũng như là nâng cao về hiệu suất cũng như là tuổi thọ của máy móc thiết bị, đảm bảo cho nhà máy hoạt động liên tục. Hiện tại công ty Unitech đang kết hợp với Học viện ACMI cung cấp những thiết bị đo và các khóa học về bảo trì CDM. Các bạn có thể tham khảo thông tin ở phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như yêu cầu về báo giá demo, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.